Dạ thưa chị con. Anh em qua các chương trình quốc tế mà bây giờ bao giờ anh em đóng lại phim nhãn? Có kế hoạch rồi nhưng mà chưa công bố được bởi vì cái đó liên quan tới sản xuất. Nhưng mà anh có dự định là mình phải có những cái vai nào? Có, anh làm kịch bản chứ. Nói chung là kế hoạch còn dài mà. Chứ không phải là bắt buộc năm này phải có phim nhãn hay là 3 năm nữa. Nó phải tùy duyên, tùy cái vai và tùy cái sự cái kế hoạch của nhà sản xuất của anh. Anh có áp lực với chuyện mà đóng phim ảnh không? Anh tham gia mọi chương trình không bao giờ áp lực gì cả. Anh sẽ làm hết mình trước anh có thôi. Nếu mà mình được thì trời thương, khán giả thương, mình làm tiếp. Còn không dám không thương thì bây giờ mình suy nghĩ lại tại sao không dám thương mình. Anh không có áp lực một cái gì là ủa tại sao năm nay không có phim ảnh, năm sau không có hài, năm sau không có live show. Anh không bao giờ áp lực mấy cái đó. Tại sao phải áp lực? Tại vì lâu lắm rồi thì anh sẽ bù là khán giả ở một cái kế hoạch khác, ví dụ như là cuối năm nay anh sẽ ra mắt một cái series của anh, series chiếu trên kênh của anh thôi, nhưng mà là anh làm theo movie chứ anh không làm gọi như là không, anh làm một cái phim, anh làm một cái series phim, nhưng mà anh không làm theo kiểu như là mấy cái tập chặt hài hay là kiểu như là mấy phim anh quay theo kiểu điện ảnh, nhưng mà chỉ chiếu cái mình đó là cái món quà mà dành cho fan mà. Dạ, nhưng mà cũng nhắc đến cái chuyện nó cũng bằng tiền làm một cái phim chiếu rạp thôi. Dạ, nhắc đến cái chuyện mà cũng là trên kênh của anh, em thấy anh cũng có cái kênh mà anh theo hướng là anh làm các chương trình ẩm thực mà không có. Không phải, tức là anh cũng thích làm những cái nội dung tập 7. Dạ. Sáng đi ăn ở đâu hay là trưa đi làm gì, cái tối làm gì là quay lên không, anh phải có nội dung. Chứ anh không quay cảnh sinh hoạt đời thường của anh, đó là đời thường của anh là để riêng cho anh thôi. Còn anh làm chương trình trên của anh là phải có nội dung, vì khi làm ẩm thực là không làm nội dung. Sắp tới đây anh sẽ làm vài tập cái nhân vật của anh chiếu miễn phí, đầu tư nhiều tiền lắm. Tại sao anh lại làm kiểu điện ảnh mà lại chiếu ở trên cái kênh? Tại vì anh chưa làm cái kế hoạch điện ảnh kia kịp thì anh bù lại cho khán giả của anh bằng cái đó. Vậy chi phí thì nó như thế nào? Chi phí anh tự bỏ tiền ra.
số đó bình thường mà. Anh làm live show miễn phí một lần 5-7 tỷ cũng bình thường. Khán giả cho mình nhiều hơn gấp mấy lần rồi đó. Hiểu không? Mình xong rồi biết cho đi gì. Không có tiếp. Không có gì tiếp. Cho đi là mình sẽ còn lại. Nhưng mà kế hoạch đó nó cũng phải nó sẽ còn thời gian bao lâu? À, nó khoảng cuối năm mình sẽ chiếu khoảng mấy tập. Để cho sửa đi đó. Cái thứ đó chắc là mình sẽ mời các chị cùng với đó bí mật cho hay khỏi những câu nội dung đi trễ thôi. Thôi xin lỗi nha, trễ hôm nay còn nhiều hơn mà hiểu rất là dễ thương. Dạ, cụ thể nó liên quan tới nội dung. Thôi đừng nói nội dung, ví dụ như anh khen như thằng kia không, những gì anh sắp nói sẽ là nội dung nên ông nói được. Nó liên quan tới nội dung, em không hiểu chương trình cho nên anh nói sẽ liên quan tới nội dung. Giờ anh nói cái lộ liền à? Không được một miếng nào luôn anh. Vậy là giữa cái Renner Band và Game Boy thì anh cảm thấy cái nào mất sức hơn? À không, anh thì thấy cái nào cũng mất sức cả. Cái nào cũng mất sức hết. Tại vì đi làm rồi, một cái game ở trong phim trường đã là mất sức rồi. Chứ đừng nói là một cái game thực tế như thế này. Nhưng mà nó rất là hay, mọi người sẽ thích. Thì anh thấy là nếu như trong một cái chương trình mà thiếu nữ đúng không? Chàng biết thiếu nữ. Anh đã nói anh không kể được rồi mà, cái bạn anh kể. Ủa vậy nè. Đó, mọi người đừng có hỏi thêm. Thì sẽ nói loại nội dung mà chỉ cần cho hỏi với duy là theo mức độ chấm điểm chương trình là như thế nào thì có thể chấm điểm được. Dạ, chấm bao nhiêu? Đối đường danh thì nó hơn đường danh mong đợi. Cụ thể 2 điểm 10 là nhiêu anh? Hả? Tính được 2 điểm 10 đó. Cũng có nói là không trả lời gì trơn á. Thì đâu đó, thực ra nó là hơn đường danh mong đợi mà. Hơn những gì mong đợi rất là nhiều. Mọi người thấy nãy mọi người coi một đoạn rồi đúng không? Có 10 phút rồi mọi người thấy cái cười không? Đó chỉ là cái phần ít cười nhất của chương trình. Chấp luôn. Trường Giang coi rất nhiều cái số bản gốc rồi. Dạ. Khả năng Hàn Quốc họ coi họ cũng sẽ vỗ tay đấy. Họ cũng sẽ gọi là chúc mừng mình đấy. Là cố vấn hôm qua họ nói là chương trình sẽ ghi hình ở những nơi đẹp vậy đó, thì nên ghi hình ở những chỗ vậy đó thì đó, thì ở núi thì mình chơi trò chơi vậy, ở sông mình đi vậy. Tức là họ sẽ mình đưa cái nội dung cố vấn thôi, cố vấn cho là phải ghi hình như thế nào, rồi nghệ sĩ ăn uống ra làm sao, rồi có trò chơi này là không được ăn như thế nào, rồi ngủ phải làm sao. Đó là những cái key của chương trình là mình phải tuân theo cái key đó. Anh học cố vấn thôi, còn cái việc mà đã đọc một nội dung nó phù hợp với ngữ cảnh và văn hóa và dàn cát là do mình đảm nhận. Tất cả mọi thứ là mình làm hết, từ cả quay, UB, dừng, tất cả mọi thứ mình làm hết. Còn Green Man là tất cả mọi thứ người Việt, người nhà Quốc làm hết. Mình là riêng chương trình này là tất cả là mình làm hết. Là Việt Nam mình làm hết. Tất cả mọi thứ về nội dung luôn, về UB, về góc máy, về tất cả mọi thứ luôn là người Việt Nam làm hết. Ekip mình có khoảng bao nhiêu người? Gần 200 người. Nếu tính luôn dàn cast là gần 200 người. Dạ, đây có phải là ekip mà lớn nhất từ trước đến giờ? Đúng rồi, lớn nhất từ trước đây trong các game lớn nhất. Cái việc mà đặt máy quay 24/24 như vậy nó có gây khó chịu hay là có cái gì đó? Cái đó liên quan tới nội dung. Nói được luôn. Thiệt, giờ anh nói cái lộ này. Tất cả mọi cử chỉ, mọi hoạt động, sinh hoạt kể cả tế nhị đều ghi hình hết. Nhưng mà lúc trước Green Man học có bao nhiêu như vậy ông anh hay là không? Green Man là một chương trình nó khác hoàn toàn. Đó là làm mình chơi game, xong đó xếp bằng tên hết. Còn đây là quy hình tất cả sinh hoạt về cuộc sống. Dạ. Đó, tất cả mọi thứ về cuộc sống. Như nãy anh kể trên họp báo toilet của em. Tại vì ở Green Man em thấy là có những người cho nó có sức mạnh nhiều, mà qua đây thì nó là những người chiến đấu. Bên đây á là vẫn chiến đấu. Dạ. Trong một hệ thống anh em để tranh giành miếng ăn. Đó, như vậy đó. Nhiều lắm, đi quay cực lắm. À không, ví dụ như quay chương trình này 10 ngày về mình phải nghỉ 5 ngày chứ. Nghỉ 5 ngày để mình có sức làm chuyện khác. Mình đâu có thể, ngày hôm nay mình về cái quán, ngày mai mình đứng đâu được. Có những chỗ anh quay về tôi không đứng được. Không phải. Đó, liên quan đến mốc COVID, tức là anh đã làm cái điều gì đó mà cái chân không đứng được. Cho nên là mà anh làm dịch vụ anh làm MC mà không đứng được sao làm MC. Cho nên anh phải nghỉ 3-5 ngày là
sau đó mới làm tiếp chương trình khác. Vợ khoái lắm, vợ đi làm chương trình thực tế là vợ mà chưa thấy mời vợ, chắc không mời đâu, sợ mời mình làm được chắc. Màu của chúng ta màu xanh, do vậy á.